Vào đêm ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, cục dự trữ liên bang Mỹ đã tăng lãi suất cho vay đúng như dự kiến là 0,25 điểm, tiếp tục chu kỳ giải quyết lạm phát cao, đồng thời là cảnh báo rằng những rắc rối liên quan đến ngân hàng gần đây có thể ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp quyết định tăng nhẹ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm qua đó đưa lãi suất cơ bản của Fed lên biên độ từ 4,75 lên 5%, không nằm ngoài dự đoán. Theo đánh giá của Fed, các ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chứng kiến lãi suất chính sách của Mỹ ở mức 5,1% vào cuối năm này. Lạm phát ở Mỹ dù đã giảm nhưng hiện vẫn ở mức cao so với mục tiêu dài hạn mà Fed đưa ra là 2%. Các sàn giao dịch tại thị trường tài chính phố Wall đã có phản ứng trái chiều sau quyết định tăng nhẹ lãi suất của Fed, hầu hết các mã chứng khoán chủ chốt như S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones đều giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Cũng trong ngày hôm qua, lãi suất cơ bản đồng euro đã lên tới 3,5%, đúng theo lộ trình mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vạch ra từ trước. Động thái này cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn tiếp tục ưu tiên chống lạm phát do đã đánh giá ngay từ đầu rằng khó khăn của một vài ngân hàng ở Mỹ và Thụy Sĩ không thể lan ra thành khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến phải tới năm sau mới có thể đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, nhưng không nêu ra lộ trình cụ thể như thông lệ trước đây. Israel và Ba Lan vừa ký thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Tranh cãi ngoại giao đã xảy ra từ tháng 7 năm 2021 liên quan đến việc đền bù cho người Ba Lan thừa kế tài sản bị Đức quốc xã tịch thu trước đây. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và người đồng cấp Ba Lan Rix đã ký thỏa thuận ngay lập tức cho phép nối lại các chuyến tham quan học tập của học sinh Israel về nạn diệt chủng người Do Thái. Hai quan chức này cũng nhất trí để đại sứ Ba Lan quay trở lại Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước tiến mới này, đồng thời cho biết thỏa thuận sẽ giúp hai nước hợp tác chặt chẽ hơn. Israel và Ba Lan rơi vào tranh cãi ngoại giao từ tháng 7 năm 2021 sau khi Quốc hội Ba Lan thông qua đạo luật ngăn cản việc đền bù cho người thừa kế tài sản bị Đức Quốc xã tịch thu trong thời gian diễn ra nạn diệt chủng người Do Thái. Tháng 8 năm 2021, hai nước đã triệu hồi đại sứ của nhau. Các đường phố của Paris đang tràn ngập rác thải sinh hoạt do cuộc đình công của những người thu gom rác diễn ra từ hai tuần qua để phản đối cải cách lương hưu. Những túi rác chất đống trên vỉa hè, một vài thùng rác khổng lồ bị đốt cháy vào ban đêm. Mặc dù thời tiết vào mùa xuân ấm áp hơn, nhưng các quán bar và nhà hàng ở Paris hầu như không có khách vì chẳng ai muốn ngồi uống bia hay nhâm nhì ngụm cà phê trên những vỉa hè chất đầy rác. Trên đại lộ rộng lớn đẹp đẽ, khách du lịch qua đường phải kéo khăn che mũi để tránh hít phải mùi hôi thối của những đống rác khổng lồ. Việc thu gom rác sinh hoạt không còn được bảo đảm như thường lệ do những nhân viên thu gom rác thải khu vực công trong các quận nội thành đình công để phản đối chính sách cải cách hưu trí. Hiện chỉ có các công ty tư nhân đảm nhiệm việc này. Cảnh sát thành phố đã huy động 670 nhân viên thu gom rác đến làm, 11 công ty thu gom rác đã được trưng dụng. Nhưng điều này chỉ giúp giảm nhẹ số lượng rác chưa được thu gom hiện đã lên tới 9.300 tấn cuộc đình công đang ở tuần thứ ba và được gia hạn cho đến ngày 27 tháng 3 số người thiệt mạng do bão Freddy ở Malawi có thể lên tới 1.000 người khi cơ quan chức năng tiếp tục tìm thấy nhiều thi thể và nhiều người vẫn còn mất tích Freddy là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Phi từ ngày 13 tháng 3 gây ảnh hưởng tại nhiều nước Lực lượng chức năng Malawi đã tìm thấy hơn 800 thi thể nạn nhân của bão Freddy, trong khi số người mất tích là 537 người, 1.332 người bị thương. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 500.000 người tại Malawi, đất nước có gần 20 triệu dân. Bão Freddy đang làm trầm trọng thêm các đợt bùng phát dịch tả mà hai quốc gia Malawi và Mozambique đang trải qua. Chỉ riêng trong năm nay, dịch tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.660 người Malawi, khoảng 4,8 triệu trẻ em đang cần viện trợ nhân đạo. Một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng có nguy cơ tử vong vì bệnh tả cao gấp 11 lần so với một đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt. Vì vậy, đợt dịch tả có thể dẫn đến việc hàng nghìn trẻ em tử vong ở Malawi.